dầm mưa trong đêm chỉ để được 3 giây trên màn ảnh cho quý vị khán giả xem thôi, mà mọi người phải được cả đêm là làm việc từ 6 giờ sáng hôm đó cho đến 6 giờ sáng hôm sau mới xong cái cặp đó. Bây giờ là nó cũng đang quay cả đến nhau những ngày liên tục, quay những cái cảnh hành động rồi những cái cảnh đấm đá rồi những cảnh cảm xúc luôn. Nói chung là 3 ngày đầu tiên quay phim là khoảng thời gian kinh khủng nhất mình thấy đó. Cái quá trình chuẩn bị rất là công phu cũng như là mọi người rất là cố gắng, nên mình rất là cảm ơn ekip đã nói chung là dành tình cảm và đã hay gọi là sự giúp đỡ rất là tuyệt vời. Đón xem Hải Đường Trong Gió lúc 20 giờ thứ năm trên kênh HTV2 V Channel. Tải ngay VOn để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VOn.